Trong hành trình khám phá vẻ đẹp của Na Hàng, vùng đất nổi tiếng với 99 ngọn núi hùng vĩ, hệ thống rừng nguyên sinh, thảm thực vật phong phú cùng với nét văn hóa độc đáo, đa dạng của cộng đồng các dân tộc. Đây là những điều kiện thuận lợi góp phần phát triển du lịch, dịch vụ. Trong đó, mô hình homestay đang được đánh giá có nhiều bước tiến đáng kể đối với du lịch ở huyện vùng cao này. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại xã Hồng Thái, huyện Na Hàng, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây được ví như là một Sapa thu nhỏ. Và với vẻ đẹp hoang sơ cùng với khí hậu vô cùng mát mẻ thì ở đây không những là địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên mà còn mang lại cho khách du lịch cảm giác bình yên và thư thái. Trong chuyến hành trình về với xã Hồng Thái ngày hôm nay, mời quý vị cùng với cả Hằng trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của mảnh đất xinh đẹp này nhé. Nằm cách thành phố Tuyên Quang 150 km và ở độ cao 1.000 m so với mực nước biển, xã Hồng Thái, huyện Na Hàng được thiên nhiên ban tặng một bầu không khí mát mẻ, cảnh sắc hùng vĩ, văn hóa đa dạng và nhiều món ẩm thực độc đáo. Điểm nhấn ấn tượng với những ai khi đặt chân đến đây là những thửa ruộng bậc thang dài uốn lượn trên các sườn núi. Vào mùa hè, những thửa ruộng ngập tràn màu xanh như tấm thảm khổng lồ tươi mát. Cuối thu, tấm thảm chuyển sang màu vàng rực rỡ, tạo nên bức tranh đẹp mê hoặc lòng người. Ruộng bậc thang không chỉ cung cấp lương thực cho người dân mà còn là bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, là điểm hấp dẫn thu hút du khách khi tới đây. Để đồng hành cùng với chuyến đi của chúng ta ngày hôm nay, Hằng đã mời được chị Hà là một người con của xã Hồng Thái này. Chị Hà ơi! Ơi, Hằng lên rồi à? Em chào chị. Ôi dồi, lên thấy không khí như thế nào? Ôi, thích dã man chị ơi, không khí này khí hậu rất là mát mẻ và thực sự là ngay lúc này là em đang rất là nóng lòng muốn kiểu đi khám phá xã Hồng Thái luôn rồi ạ. À thế trước tiên nếu mà Hằng muốn để trải nghiệm về các nét văn hóa ở trên này sẽ phải là một cô gái dân tộc Dao giống như chị để mà tìm hiểu các nét văn hóa ở trên này nhá. Ôi được thế thì quá là tốt rồi ạ. Chị cho em thử một bộ nhá. Chị sẵn sàng có mấy bộ luôn để em có thể là thử khoác lên mình cái bộ trang phục truyền thống của Dao Tiền như thế nào nhá. Thưa quý vị, để có thể trải nghiệm được rõ nét nhất những nét văn hóa đặc sắc của người dân bản địa ở đây thì bây giờ tôi sẽ hóa thân thành một cô gái Dao Tiền. Quý vị chờ tôi một chút nhé. Một nét độc đáo là xã Hồng Thái có trên 70% là đồng bào dân tộc Dao Tiền sinh sống. Người dân ở đây luôn đoàn kết, gắn bó bên nhau và lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa, tiêu biểu như trang phục, những điệu múa, làn điệu dân ca và một số nghi lễ như lễ cấp sắc, lễ vào nhà mới. Với lợi thế về khí hậu mát mẻ quanh năm, cùng bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo được gìn giữ qua nhiều thế hệ, người dân đã thay đổi tư duy làm du lịch. Nhiều homestay được tu sửa, xây dựng mới với sự hỗ trợ từ Nghị quyết 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Du lịch Hồng Thái cũng từ đó đã có sự chuyển mình rõ rệt. Đây là homestay Hồ Mán mà chị đã nhắc đến lúc nãy đấy ạ. Đây là không gian văn hóa rất là cổ của nhà homestay Hồ Mán mà chị muốn giới thiệu. Anh Hồ ơi! Ơi! Dạ em chào anh! Anh chào em! Dạ chào anh! Wow, homestay nhà mình đẹp quá! Đây là lần đầu tiên em đến với xã của mình và đây cũng là cái homestay đầu tiên em đến thăm, thì anh có thể giới thiệu qua cho em một chút về homestay của mình không ạ? Cái ý tưởng mà xây dựng homestay thì mình học hỏi bạn bè với lại anh em để xây dựng cái homestay. Còn homestay của mình xây dựng từ năm 2021. Làm chủ yếu là về tre trúc rồi là gỗ là chính. Thì trên này chủ yếu là dùng tre trúc để nó
thân thiện với môi trường, thứ hai nữa là làm cho cái căn nhà của mình nó mát mẻ hơn, thứ hai nữa là làm để có thêm cái nguồn thu nhập cho gia đình mình cũng như bản thân mình. Vậy thì dự định sắp tới anh có định mở rộng thêm homestay không ạ? Tới đây thì bên mình sẽ mở rộng thêm 2 phòng khép kín để đủ phục vụ cho du khách. Trải nghiệm tại homestay Hồng Mán thì là Hằng cảm thấy là như thế nào? Em rất là thích, đầu tiên là em thích về kiến trúc. Thứ hai là em rất là thích cái view mà nhìn thẳng ra cái cánh đồng ấy chị. Là ở trên này thì là có homestay này thì đang phát triển theo hướng là truyền thống, và ở tại xã Hồng Thái thì còn rất là nhiều nhà cũng đang phát triển mô hình homestay. Sau đây thì là sẽ mời Hằng tiếp tục theo chân chị đến một homestay nữa mà họ có cái tư duy phát triển theo hướng hiện đại nhé. Vâng ạ, chị em mình đi thôi. Điểm nhấn đặc biệt nhất tạo nên sức hấp dẫn của du lịch homestay ở Hồng Thái đối với du khách là trải nghiệm. Ở đây, du khách không chỉ được tham quan, khám phá cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, mà còn thỏa sức thưởng thức và tìm hiểu về những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc, cùng tham gia sinh hoạt lao động sản xuất. Tất cả tạo nên một nét độc đáo, riêng có. Chị Ninh ơi, chị cầm cái gì đấy ạ? Chị cầm 2 cái gùi nhỏ này để hai em đi hộ chị hái quả dưới vườn. Dạ, wow, rất là thú vị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi đến với mỗi homestay ở đây thì sẽ được trải nghiệm mỗi dịch vụ khác nhau. Và ở homestay Mộc của chị Ninh thì chúng tôi sẽ được trải nghiệm hái lê. Mời quý vị cùng đi với chúng tôi nhé. Đi các chị ơi! Ý, cây này nhiều hơn nhỉ? Thế 2 cây này nhá. Ôi, em thấy cây nào cũng rất là sai quả. Ôi, nhưng cao như này thì hái thế nào ạ? Cây lê ở Hồng Thái này rất là cao, còn em muốn thử trèo lên hái quả có lên được không? Em thì chưa làm điều đấy bao giờ, nhưng mà có lẽ ngày hôm nay em sẽ thử chị ạ. Vâng. Chị Hà ơi, giúp em ơi! Quý vị ơi, trải nghiệm trèo cây hái lê là một cảm giác cực kỳ là thú vị. Nếu quý vị có chuyến hành trình đến đây thì hãy thử trải nghiệm trèo cây hái lê nhé. Bên cạnh đó, ẩm thực cũng vô cùng phong phú với những món đặc sản địa phương như gà đồi, lợn bản, cơm nếp, mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Các lợi thế tự nhiên được tận dụng tối đa. Hoạt động du lịch trải nghiệm vì thế cũng đa dạng và phong phú. Quý vị thân mến, đây là lê tôi hái và bắp bi do chính tay tôi tự làm. Và cảm ơn chị Hà ngày hôm nay rất nhiều đã cho em những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ khi đến với Hồng Thái. Còn quý vị các bạn thì sao ạ? Sự mộc mạc, giản dị nhưng đầm ấm chính là nét riêng của homestay ở Hồng Thái. Việc phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại là cần thiết, song cần phải có sự hài hòa giữa nét mới và cũ, bởi điều thu hút du khách nhất vẫn là bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn. Điều này cũng đang dần được hình thành tại nhiều homestay ở Na Hàng. Và bản nẻ Canary House chính là một sự thay đổi tích cực như vậy. Lấy nhà sàn truyền thống của người dân tộc Tày làm chủ đạo, được xây dựng và tu sửa theo phong cách hiện đại với những cái căn độc lập, thì homestay này đáp ứng được nhu cầu nghỉ dưỡng đa dạng của du khách khi tới đây. Xin chào Hương. Không gian của homestay được gìn giữ, bài trí hài hòa với những nét văn hóa riêng của người Tày, nhưng cũng mang hơi hướng hiện đại, mà điểm nhấn chính là không gian sinh hoạt cộng đồng ở đây. Không biết là ý tưởng từ đâu mà mình xây dựng nên homestay này ạ?
Ý tưởng mà xây dựng homestay này bắt nguồn từ khi là em đi học về. Thì trở về quê hương thì em rất là muốn mang những cái nét văn hóa đặc trưng của người dân tộc Tày chúng em đến với tất cả mọi người, chọn cái tài sản truyền thống của người dân tộc Tày. Cùng với đó là bọn em sẽ giữ nguyên cái căn nhà sàn mang đậm nét truyền thống này và bộ gỗ chai hàng chục năm tuổi kết hợp với cả những phong cách thiết kế hiện đại để xây dựng thêm những không gian riêng tư để phù hợp cho tất cả mọi người ạ. Mình thì đi rất là nhiều homestay khác nhau, mỗi homestay thì sẽ có những cái định hướng phát triển riêng. Không biết là định hướng của homestay mình là gì? Homestay của em thì em định hướng phát triển theo hướng là du lịch cộng đồng. Thực sự là khi làm cái homestay như này thì em muốn là mang tất cả mọi người đến gần với nhau hơn, cùng tham gia các hoạt động mà hàng ngày mình không được trải nghiệm cùng nhau đấy, để tạo nên những kỷ niệm đẹp với nhau. Để thúc đẩy phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch cộng đồng homestay, huyện Na Hàng đã định hướng cho người dân, đặc biệt là những hộ gia đình có khả năng làm du lịch cộng đồng và tạo điều kiện cho các hộ tiếp cận với nguồn vốn của ngân hàng để đầu tư xây dựng, chỉnh trang khuôn viên nhà ở và khôi phục những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động các hộ dân gìn giữ không gian văn hóa đặc sắc của dân tộc, giữ nguyên hiện trạng, cảnh quan, kiến trúc nhà ở truyền thống. Để phát triển các nhà nghỉ homestay trên địa bàn huyện Na Hàng là hướng đi đúng đắn, phù hợp với điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa, lịch sử địa phương. Đặc biệt là huyện Na Hàng đã ban hành cái đề án xây dựng làng văn hóa du lịch thông minh, thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, tập trung nguồn lực để phát triển xã Hồng Thái trở thành cái điểm nhấn về du lịch nghỉ dưỡng homestay, du lịch sức khỏe, du lịch cộng đồng trải nghiệm. Năm 2023, huyện Na Hàng đón 243.135 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 291 tỷ đồng. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2024, Na Hàng đã đón 1,8 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 2.270 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023. Với những con số ấn tượng đó, không thể phủ nhận sự đóng góp của loại hình du lịch homestay đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Ngoài ra, loại hình du lịch này cũng góp phần quảng bá, giới thiệu nét đẹp văn hóa của người dân địa phương đến với du khách, cộng đồng, góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và nghề thủ công. Qua đó, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đầu tiên em rất là vui và bất ngờ vì du lịch homestay ở La Hàng này rất là phát triển và có những cái hoạt động vui chơi rất là đốt lửa trại, là múa sạp, có những cái chèo thuyền rất là vui ấy, cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị ấy. Thì em mong là sau có lần sau mà quay lại thì em sẽ quay lại La Hàng lần nữa. Vâng, thưa quý vị, có lẽ là dấu ấn du lịch homestay ở các huyện vùng cao Na Hàng đó chính là những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào nơi đây được gìn giữ và phát huy một cách triệt để thông qua các loại hình du lịch dịch vụ từ ăn uống, nghỉ dưỡng cho đến các hoạt động như trải nghiệm cộng đồng. Và quan trọng hơn, từ du lịch, tư duy kinh tế của bà con nơi đây đã thay đổi rõ rệt. Chính vì thế, để du lịch homestay trở thành một loại hình du lịch độc đáo, hấp dẫn thì cần có sự xây dựng, có những tư duy rõ ràng hơn nhằm tạo lối đi riêng, góp phần thúc đẩy du lịch Na Hàng ngày càng trở nên phát triển.